À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Thì chào tất cả các em. Như vậy chúng ta đã kết thúc ở nội dung của phần thấu kính mỏng. Và hôm nay thầy muốn giới thiệu cho chúng ta nội dung tiếp theo, cũng là nội dung chính thứ hai ở phần chương 7. Đó là chúng ta sẽ nghiên cứu về mắt và các tật của mắt. Thì xuyên suốt ở phần này chúng ta sẽ nghiên cứu rất là sâu, rất là đầy đủ về phần lý thuyết mắt. Sau đó thầy sẽ giới thiệu chúng ta về cái phương pháp giải bài tập mắt các bạn nhé. Còn bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn là những chủ đề mà chúng ta học để biết thôi, chứ không cần đi sâu lắm. Ok chưa các em? Đa số giáo viên trên trường sẽ dạy đến đây là xong. Và đề thi đại học gần như cũng không khai thác mấy vào cái phần nội dung của kính hiển vi và kính thiên văn. Nhưng mà thầy muốn giới thiệu cho chúng ta ở phần đấy ở bài sau. Còn bài này thì các bạn cứ nghiên cứu sâu vào mắt cho thầy đã nhé. Nào, thứ nhất là các bạn bình thường các bạn quan sát mắt của người yêu cũ của mình ấy, hay là quan sát mắt của đối phương, người bên cạnh mình, hoặc là quan sát người thân của mình ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đôi mắt có người thì là mắt ướt hoặc là mắt bồ câu, tóm lại là các loại mắt, nhưng mà chúng ta không bao giờ đi mổ một cái mắt ra để ta quan sát cả. Thì trong vật lý thì ta sẽ nghiên cứu về cấu tạo của mắt. Cấu tạo của mắt, các bạn chú ý là chúng ta sẽ quan sát một cái đôi mắt mà mổ ở phần từ bên ngoài và bên trong để quan sát thử xem là cấu tạo của mắt gồm những môi trường tiếp giáp nhau như thế nào. Ok chưa? Thế thì đây là một cái hình ảnh của một cái đôi mắt. Cứ tưởng tượng mắt của Ngọc Trinh đi. Ok chưa các em? Thì đây, mắt được cấu tạo là bằng các môi trường tiếp giáp nhau như thế này. Nào, đây là những cái giới thiệu sơ qua thôi. Với các bạn học môn sinh học thì các bạn đã nghiên cứu khá sâu rồi đúng không nhỉ? Đó là bộ phận đầu tiên ở bộ phận bên ngoài bảo vệ cho mắt, đó là phần ngoài cùng này, được gọi là giác mạc. Giác mạc ra nó ở ngoài này, này. Cái phần này này. Không vẽ vào trong cho nó kiểu này, nó kiểu này. Đây này, cái phần này nó bị mờ ấy, nó bị mờ ấy, các bạn hình tưởng tượng dễ hiểu nhá. Cái phần này này là cái phần bên ngoài cùng của mắt, là bảo vệ cho mắt, các bạn hiểu như vậy. Đấy, một đôi mắt kiểu như này. Cái phần này thì nó bị vẽ bằng màu cho nên khi mà lên bảng các bạn sẽ nhìn khá là không rõ. Nên thầy sẽ bổ trợ cho các bạn, phần bên ngoài này được gọi là phần giác mạc. Giác mạc là bộ phận mà bảo vệ cho mắt khỏi sự tấn công của các môi trường vi khuẩn các thứ ấy. Bình thường mà chúng ta bị con vi khuẩn là cái gì đấy vào mắt thì chúng ta bị đau mắt ấy, là lý do là bởi vì giác mạc của ta bị tổn thương. Ok chưa? Giác mạc tổn thương nếu mà không chữa trị kịp thời thì sẽ hỏng giác mạc. Hỏng giác mạc thì bộ phận bên trong ấy nó không được bảo vệ, dẫn đến là hỏng mắt. Ok chưa các em? Rồi, thế thì bộ phận này là cũng quan trọng rồi. Thực ra là cơ thể mình bộ phận nào chả quan trọng, chỉ có sự thừa cũng quan trọng thôi, đúng không em nhỉ? Rồi, bộ phận bên ngoài là giác mạc. Bộ phận tiếp theo là gì? À, bộ phận bên trong nó là lòng đen, là phần bên trong, là những cái phần mà các bạn phần lòng trắng và phần lòng đen ấy, các bạn còn cảm nhận đấy. Bên trong lòng đen có một cái người ta gọi lúng liếng, gọi là đôi mắt. Có lúng liếng thì là do con ngươi này này. Con ngươi là tia sáng sẽ truyền qua con ngươi đấy. Thì con ngươi này có thể thay đổi cái vị trí của nó. Đấy, các bạn cảm giác. Nếu kiểu chúng ta nhìn sang bên này thì con ngươi đánh sang bên này, đánh sang bên này, con ngươi đánh sang bên này. Đấy, con ngươi nhá, các bạn biết rồi. Một phần bên trong nữa đó là thủy dịch. Thủy dịch là một phần bên trong này này. Ngay bên trong này, cái phần này này. Thủy dịch là gì nào? Thủy dịch bản chất nó là nước mắt. Ta có hay gọi văn học một tí là nước mắt. Thế thì giống như em gặp một bạn nào đó, em bảo là ôi kìa, thủy dịch mày ra kìa, thì rất là kinh, nghe kinh đúng không nhờ? Nhưng mà bảo là ôi, nước mắt bạn ra kìa thì nó nghe văn học lắm, nghe lãng mạn lắm, đúng không? Đấy. Như vậy là cái ngôn ngữ Việt Nam khá là phong phú để sử dụng đúng hoàn cảnh, đúng mục đích nhá. Nhưng mà nếu mà học vật lý là bảo nước mắt ở phần này thì nó lại không đúng lắm về vật lý, nên người ta dùng từ thủy dịch, các bạn hiểu như vậy. Nó hơi thô một tí nhưng mà nó thật. Tiếp theo là thủy tinh thể là một phần bên trong này, cái phần này này. Đây đây. Thủy tinh thể là một phần này. Là nó đóng vai trò như một thấu kính hội tụ. Các bạn biết rồi, thấu kính hội tụ trong trường hợp là cho ảnh thật hoặc ảnh ảo thì, nhưng mà đối với mắt mình là luôn luôn cho ảnh thật, nó hiện lên ở võng mạc hay là điểm vàng ấy, hay còn gọi là màng lưới ấy. Màng lưới là bộ phận hướng ảnh. Thì các bạn sẽ quan sát mắt từ từ rồi đến bên này nhá. Rồi, đây là thủy tinh thể đóng vai trò như một thấu kính hội tụ, là bộ phận này là bộ phận quan trọng nhất của mắt. Bởi vì nếu mà không có thủy tinh thể thì chúng ta sẽ không quan sát được. Tiếp theo, bên trong này được gọi là dịch thủy tinh. Dịch thủy tinh ấy, các bạn đã từng ăn mắt cá, các bạn biết là nó phần này cứng cứng sệt sệt như thủy tinh ấy. Và mắt người cũng như vậy thôi. Bộ phận này, bộ phận màu trắng trắng sệt sệt ấy. Ok, nó không phải là nước đâu.
Một phần nữa bên trong này là cái phần để mà ảnh nó hiện lên, gọi là cái vùng này gọi là vùng màng lưới. Vùng màng lưới nó nằm ở khu này này. Thì vẽ ở đây hơi cao một tí nhưng các bạn hiểu là nó choán ở khu này này. Thì cái màng lưới là giống như kiểu tương đương với cả máy ảnh ấy, là cái phần phim ấy để mà hướng ảnh, bộ phận quan trọng thứ hai. Ở trên màng lưới có một cái điểm để ảnh hiện lên rõ nét được gọi là điểm vàng. Nếu mà một số người bị cận thị hay là lão thị hay là viễn thị ấy, cái điểm vàng ảnh nó không hiện lên ở điểm vàng, do đó người ta phải đeo kính để ảnh nó hiện lên ở điểm vàng. Thì ở phần này khi mà làm bài tập về phần các tật của mắt thầy sẽ nói cụ thể cho chúng ta nhé. Cái phần này thì chúng ta có một cái vùng gọi là vùng để mà các dây thần kinh đi vào nuôi sống mắt. Các dây thần kinh này che lấy ánh sáng đi qua, thì cái vùng này gọi là điểm mù, nó nằm ở trên này, điểm mù. Điểm mù ấy là cái điểm mà không hiện ánh sáng ở trên mắt. Thì chúng ta kiểu chúng ta sinh ra đã cấu tạo mắt như vậy nên chúng ta không cảm nhận là điểm mù. Các bạn cứ tưởng tượng nó dễ hiểu đi. Container ấy, hoặc là xe con rồi container, thì xe container càng lớn thì cái địa vùng điểm mù ở trước mặt đầu xe nó càng nhiều. Thì giống như kiểu nếu mà một chiếc xe đạp chẳng hạn ở ngay đầu chẳng hạn, tài xế nhìn xa mới nhìn được chứ nhìn gần lại không nhìn được, nên nhiều vụ tai nạn là do như vậy, hiểu chưa? Thì mắt cũng có điểm mù, ok chưa? Như vậy thì mắt được cấu tạo gồm các phần như thế này, thì các phần lòng đen, thủy dịch, giác mạc, con người, thủy tinh thể, dịch thủy tinh, mang lưới, điểm vàng, điểm mù, đấy là gọi là các môi trường tiếp giáp nhau. Đây chính là cấu tạo của mắt. Nhưng ở đây thầy nhấn mạnh hai bộ phận chính của mắt là thủy tinh thể và màng lưới nhá. Hai bộ phận chính của mắt là thủy tinh thể và màng lưới. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào đầu tiên, đó là cấu tạo quang học của mắt nha các bạn nhé. Nào, cái đầu tiên mà các bạn cần phải nắm đó là mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. Đây, nhiều môi trường tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. Thứ hai là gì nào? Như ban đầu thầy bảo là thủy tinh thể đóng vai trò như một thấu kính hội tụ. Thứ ba đó là màng lưới hay còn gọi là võng mạc nhé. Hai cái tên màng lưới hay là võng mạc là gọi như nhau, đóng vai trò như một màn hướng ảnh, như một màn hướng ảnh. Đây là hai bộ phận quan trọng nhất của mắt. Thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính ở trong máy ảnh nhá. Ở trong lớp 9 chúng ta đã có sự so sánh giữa thủy tinh thể của mắt và vật kính của máy ảnh rồi. Bộ phận tiếp theo, hai bộ phận tiếp theo quan trọng đó là màng lưới như thầy bảo đấy, đó là hay còn gọi là võng mạc đó. Thì đóng vai trò như một màn hướng ảnh ở trong máy ảnh. Tiếp theo nào, cái phần chú ý tiếp theo là các bạn thấy là mắt mà để nhìn rõ vật đấy, có nghĩa là ảnh phải hiện lên ở điểm vàng, hay ta hiểu là trường hợp này là ảnh thật ấy. Đấy, thì các bạn hiểu là vật ở bên ngoài cái vùng này này thì phải cho ảnh nó phải hiện lên ở đây thì mới cho ảnh thật được. Mà muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải bắt buộc phải hiện lên ở trên màng lưới, hay còn gọi hiện lên ở điểm vàng nhé. Ok chưa các bạn? Rồi, như các bạn cùng quan sát lại cái mắt của ta như này. Ở phần này thì thầy có thể xóa đi nhé, xóa đi một xíu để các bạn có thể quan sát dễ hơn. Đây chính là cái hình ảnh của mắt của ta mà vừa rồi thầy vẽ cho ta xem đấy. Thì thầy dịch sang bên này để các bạn có thể quan sát rõ hơn, nhìn sâu vào mắt hơn. Ok chưa? Đấy, thì các bộ phận này thầy giới thiệu rồi đấy. Màng giác này, còn gọi là giác mạc này, là một cái màng cứng trong suốt này bảo vệ các phân tử bên trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt. Thì nó chính là cái phần này, làm khúc xạ tia sáng để làm cho chúng ta không bị chói ấy. Rồi, phần tiếp theo là gì ạ? Thủy dịch. Thế vừa thầy bảo ấy, nó là chất lỏng trong suốt, có chất suất gần bằng chất suất của nước, chính là nước mắt. Thứ ba là lòng đen. Lòng đen là một cái màn chắn ở giữa có một cái lỗ trống gọi là con ngươi đấy. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng. Đấy, giống như kiểu là nhìn vào cái bóng đèn thì các bạn chói cho mắt, các bạn sẽ nheo mắt lại đấy, bảo vệ cho mắt. Tiếp theo là thể thủy tinh này, như thầy bảo đấy, là khối chất đặc này trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi đấy. Cái này thì ta biết rồi. Dịch thủy tinh đấy, chất lỏng giống chất keo loãng. Thực ra dùng từ chất lỏng giống chất keo loãng này nó hơi cứng, nó không phải là loãng đâu, nó hơi đặc, lấp đầy nhãn cầu phía sau thể thủy tinh. Đấy, cái vùng mà thầy bảo hơn trắng trắng ấy. Ok chưa các bạn? Và cuối cùng là màng lưới. Màng lưới là võng mạc. Đấy, là lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy cảm nhất, và một cái điểm gọi điểm mù.
Thì tại đó các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu và không nhạy cảm ánh sáng, hay ta hiểu là không nhận, không tiếp nhận ánh sáng. Đây là cấu tạo của mắt, ok chưa các em? Nó cũng không gì gọi là chính cả. Các bạn chỉ cần hiểu là mắt được cấu tạo bởi hai bộ phận chính nhất, đó là thể thủy tinh đóng vai trò như một thấu kính hội tụ và gì? Và thứ hai là màng lưới, hay còn gọi là võng mạc. Ok chưa? Nào, một cái nhận xét đó là hệ quang học của mắt được coi tương đương với một cái thấu kính hội tụ, gọi là thấu kính mắt. Ok chưa các em? Coi như là một cái thấu kính mắt, chú ý như này thôi. Rồi. Ấn định này, hay còn gọi là so sánh này, mắt hoạt động như một máy ảnh. Đấy. Như cái này thầy bảo rồi, thì thấu kính mắt có vai trò như một cái vật kính. Chính là cái phần gì ạ? Thủy tinh thể ấy. Thứ hai là gì? Màng lưới đóng vai trò như một như phim. Đây là có sự so sánh ngay cái phần lý thuyết thôi. Các bạn hiểu cái này không cần ghi. Ok chưa? Thầy nhấn mạnh không cần ghi. Các bạn chỉ cần ghi là gì nào? Đó là mắt được cấu tạo gồm hai bộ phận chính. Mắt được cấu tạo gồm hai bộ phận chính. Đó là màng lưới. Đóng. À xin lỗi. Đó là thủy tinh thể còn gọi là thấu kính ấy. Đóng vai trò như một thấu kính hội tụ. Nào, thủy tinh thể đóng vai trò như một thấu kính mắt nhé. Như một thấu kính hội tụ đóng vai trò như một cái vật kính ở trong máy ảnh, như thầy nhận xét rồi. Màng lưới đóng vai trò như một cái phim để mà hướng ảnh. Rồi ok. Đó là cái phần đầu tiên mà thầy muốn giới thiệu qua để các bạn hiểu về cấu tạo của mắt. Bây giờ ta sẽ xem về phần tiếp theo, đó là điểm cực cận, điểm cực viễn nhé. Đấy. Như vậy. Đây là sự so sánh về cái phần mà giữa mắt và máy ảnh đấy. Thì nó cũng không gì đặc biệt cả. Để nhìn rõ thì ta có một cái sơ đồ thu gọn như sau. Đây, sơ đồ thu gọn mắt này. Trước khi ta nói về cái tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật nhé, và nói về điểm cực cận, điểm cực viễn, thì các bạn hiểu chút về cái sơ đồ thu gọn của mắt đã. Nào, các bạn hiểu như này, đây là một cái thấu kính hội tụ mắt. Thực ra nếu mà các bạn vẽ hẳn một cái thấu kính hội tụ là hai cái mặt lồi cũng được thôi, nhưng mà nó phức tạp nên chúng ta ghi ký hiệu bằng một cái thấu kính hội tụ đây. Bên ngoài lồi ra đây là cái phần mà thầy bảo ấy, nó là cái phần môi trường gồm có giác mạc, từ giác mạc vào, và bộ phận này để mà ảnh hiện lên rõ nét ở trên này gọi điểm vàng. Và tính từ ô, chính là quang tâm ô của mắt, đến cái điểm vàng được gọi là D'. Tại sao là gọi là D'? Bởi vì lý do là gì nào? Ảnh hiện lên ở điểm vàng, như vậy tính từ quang tâm ô của mắt hay là từ thấu kính hội tụ này đến cái màn hướng ảnh thì ta hiểu đấy là D'. Ta học ở thấu kính hội tụ rồi. Ok chưa các em? Rồi, đấy. Đây chính là ký hiệu là D' bằng OV. D' bằng OV. Đấy, chú ý cái này nhá. Nào, thầy cho các bạn xem lại chỗ này. D' bằng OV đây. Ok chưa các em? Và khoảng cách từ thấu kính mắt đến điểm vàng không thay đổi. OV không đổi. Ok chưa? Rồi, bây giờ ta sang cái phần tiếp theo. Đó là phần 2 nhỏ. Phần 2 nhỏ của ta. Đó là sự điều tiết của mắt, điểm cực viễn và điểm cực cận. Cái phần này các bạn chú ý là nó là khá chính nhé. Rồi, thứ nhất là sự điều tiết của mắt. Nào, sự điều tiết của mắt. Khi nhìn các vật ở các khoảng cách khác nhau, có nghĩa là vật ở gần hay ở xa. Giống như em bây giờ em muốn nhìn một cái vật cách mình 10 mét thì như thế nào? Nhìn xa 100 mét thì như thế nào? Hay là gần, càng gần thì thế này thì em quan sát như thế nào? Đó là sự điều tiết của mắt. Khi mà quan sát vật ở xa hay gần ấy thì chúng ta đều nhìn thấy rõ vật. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì là cái tiêu cự F của thấu kính này phải thay đổi. Ý là F đã thay đổi để làm sao mà ảnh hiện lên ở điểm vàng. Đúng. Hay là ta hiểu là ảnh hiện lên ở trên màng lưới. Ok chưa các em? Đấy. Đấy, cái chú ý. Các bạn cùng nhìn đây. Giả sử chúng ta quan sát một cái vật AB hay là người AB nào đó cách mắt của ta một cái khoảng là OA đây, chính là D. Thế thì rõ ràng ảnh phải hiện lên ở màng lưới OV ở đây này. Đây chính là D'. Các bạn nhìn rõ đây. Đây chính là cách vẽ ảnh thật trong trường hợp là D lớn hơn F không? Bởi vì F là tiêu cự của mắt khá là nhỏ nhé các bạn nhé. Như vậy là ảnh nó phải hiện lên ở điểm vàng. Thực ra các bạn nhìn thấy cái này cứ tưởng tượng là nó ở dưới này thôi. Thực ra nó gần lắm. Khoảng tầm vài micromet ấy. Nó cách khoảng bằng này thôi. Hoặc là vài milimet. Nó chính là tại cái màng lưới thôi. Ok chưa các em? Như vậy là cái sự mà thay đổi cái tiêu cự để làm sao phù hợp để nhìn rõ vật được gọi là sự điều tiết của mắt. Ok chưa các em? Đấy. Cùng quan sát hai trường hợp này. Nhìn chưa? Nhìn vật ở xa, nhìn vật ở gần thì đều phải cho ảnh ở trên màng lưới này. Các bạn nhìn rõ ở đây là gì ạ? Tiêu cự thay đổi thôi. Lúc đầu này. Cái tiêu cự của ta là ở đây.
tính từ đây đây, F1 đây, đây là F2, tính từ đây sang đây. Nhìn rõ ràng là gì ạ? Nhìn vật ở càng gần thì sao? Nhìn vật ở càng gần thì sao? F nó càng như thế nào? Càng nhỏ hay càng lớn các em? Càng nhìn vật ở gần thì F lại càng nhỏ, càng nhìn vật ở xa thì F càng lớn. F lớn nhất thì nằm ở tại điểm này. Đây này, cái điểm này sẽ co về đây, co về đây. Còn nếu mà trường hợp là nhìn vật ở càng gần, gần nhất thì F nó phải co về đây. Co về đây. F này trường hợp này F min, trường hợp này F max. F max. Càng nhìn vật ở xa thì cái tiêu cự càng lớn, càng nhìn vật ở gần thì cái tiêu cự càng nhỏ. Ok chưa các em? Rồi ok. Thầy chuyển sang phần tiếp theo để các bạn cùng quan sát. Đây. Như vậy ta có sự điều tiết của mắt, khái niệm luôn. Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt, chính là thay đổi độ cong của thể thủy tinh ấy, hay còn gọi là thay đổi độ cong của thủy tinh thể ấy, để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn cho ảnh hiện lên ở trên màng lưới. Chú ý đấy là sự điều tiết của mắt thôi. Nào, tóm lại là mắt của ta có khả năng điều tiết để làm sao ảnh hiện lên rõ nét ở trên màng lưới bằng cách thay đổi cái gì các em? À, thay đổi tiêu cự mắt. Hiểu thế này thôi nhá. Rồi ok, bây giờ ta sang tiếp theo. Sang phần tiếp theo nào. Đó là sửa lại chỗ này nhá. Sửa lại chỗ này nhá. Gọi là mấy nhỏ nhỉ? Ok chưa? Nào tiếp theo. Tiếp theo nào. Ta có là gì ạ? À, khi nhìn vật ở xa vô cực thì chúng ta nói là tiêu cự của nó thay đổi và nó phải trùng với cái OV này. Thì F bằng OV thì em sẽ quan sát được vật ở xa vô cực. Hoặc nếu mà trường hợp em nhìn vật ở gần thì chúng ta nhìn thế này. Càng nhìn vật ở gần ấy, cơ mắt của ta càng phải căng lên, Ok chưa? Và khi đó thì cái độ cong của nó này, cái độ cong của đoạn này nó càng cong. Hay ta hiểu các bạn nhìn này, cái đoạn này nó còn càng xẹp lại thì cái đoạn này cong ra. Còn đoạn này nhìn vật ở xa thì thầy bảo rồi, nó dẹp mắt lại. Ok chưa các em? Rồi, như vậy ta có như sau. Khi mắt ở trạng thái không điều tiết thì tiêu cự của mắt lớn nhất. Như ban đầu thầy nhận xét đấy, đó là em mắc. Còn khi mắt ở trạng thái điều tiết tối đa, có thể nhìn ở gần này, thì khi đó tiêu cự của mắt nhỏ nhất, F min. Rồi, đấy là sự điều tiết của mắt. Và thay đổi cái tiêu cự để ảnh phải hiện lên trên võng mạc nhá. Rồi, ta sang B nhỏ, đó là điểm cực cận, điểm cực viễn. Thế thì điểm cực cận, điểm cực viễn như thế nào? Đấy, nào. Trước hết ta có như sau. Đó là khi mắt không điều tiết, em nhìn xa xăm ra, em nhìn một cái trạng thái rất là bình thường thôi, thì mắt của em không hề điều tiết, có nghĩa là không cần căng ra hay là tăng giảm cái tiêu cự của ta. Thì cái điểm trên cái trục của mắt mà ảnh được tạo ra ở ngay màng lưới được gọi là điểm cực viễn, ký hiệu là CV. Và cái CV là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ. Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ, các bạn chú ý cho thầy nhé. À, đối với một người bình thường ấy, thì mắt nhìn xa ở vô cực, nhưng mà mắt người cận thị chẳng hạn thì chỉ nhìn được khoảng tầm vài mét thôi, thậm chí là chục mét, thậm chí là 4-5 mét là đã không nhìn rõ vật rồi. Thậm chí là gì? Thậm chí là nhiều người cận ấy, đến cách bằng này là đã không nhìn rõ vật nếu không đeo kính rồi. Thì cái điểm xa nhất mà mỗi mắt quan sát được gọi là điểm cực viễn. Ok chưa? Và điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ. Đối với mắt người không có tật ấy, thầy bảo là điểm cực viễn nằm ở xa vô cực. Giống như kiểu trời quang mây tạnh mà em ở Hà Nội chẳng hạn, em đứng ở tầng 72 Cang Nam, em có thể nhìn trên tít Tam Đảo. Trên tít Tam Đảo. Đấy là mắt người bình thường nhé. À, và cái khoảng cách từ quang tâm ô của mắt đến điểm cực viễn này được gọi là khoảng cực viễn. Khoảng cực viễn. Các bạn nhìn đây. Nhìn đây. Bây giờ ta quan sát một cái vật ở rất là xa, xa xăm vô cực đây. Thế thì để ảnh hiện lên ở trên này thì tính từ điểm O đây, quang tâm O đây, đến điểm cực viễn, điểm xa nhất mà mắt người quan sát được rõ vật ấy, thì được gọi là OCV. OCV được gọi là khoảng cách từ điểm cực viễn đến quang tâm O của mắt, hay ta hiểu ký hiệu của nó là OCV. Đây là OCV, các bạn chú ý cho thầy nhé. OCV đây.
Ok chưa? Rồi, đấy là điều cực viễn. Tiếp theo nào, ta có nhận xét như sau. Khi mà mắt điều tiết tối đa, đây em cứ tưởng đưa cái bút này lại gần này, đưa lại gần thì dần dần nó sẽ rất là mỏi mắt đấy. Mỏi mắt em cứ thử lấy bút của mình mà đưa ra xem, đưa lại gần để em nhìn rõ hai cái chân này, hai cái chân của hai bút này thì rất là mỏi mắt. Đến một cái điểm khoảng tầm 25 cm đối với mắt người bình thường thôi là em khó nhìn rồi, hoặc là gần hơn thì khoảng tầm 12 đến 13 cm. Thì ta có như sau: khi mắt điều tiết tối đa thì điểm trên trục của mắt mà ảnh còn được tạo ra ngay tại vòng màng lưới gọi là điểm cực cận, và ký hiệu cái điểm cực cận là CC, C lớn và C nhỏ nằm sát nhau như vậy, và đó cũng là cái điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ. Các bạn chú ý nhá, thì càng lớn tuổi cái điểm cực cận ấy càng lùi ra xa mắt, càng lớn tuổi ấy, cái điểm cực cận này càng lùi ra xa mắt. Và D của ta bằng OCC, gọi là khoảng cực cận. Đối với người lớn tuổi nhiều khi đọc sách phải để thế này này, chúng ta nhìn thấy ông bà của mình nhiều khi không đeo kính ấy, phải một đọc điện thoại chẳng hạn phải dơ ra thế này, hoặc đọc một cái quyển báo phải dơ ra xa lắm mới nhìn rõ, đến tận 50 cm mới nhìn rõ cơ. Thì cái điểm cực cận được gọi là OCC. Chúng ta cùng quan sát hình vẽ như sau. Cái quang tâm O của mắt đây, thì cái điểm mà nhìn rõ, giả sử như cái điểm mà chúng ta nhìn rõ vật chẳng hạn, OCC đây, là tính từ O đến cái điểm cực cận được gọi là khoảng nhìn, khoảng cực cận, khoảng cực cận OCC. Tính từ quang tâm O của mắt đến điểm cực cận, là điểm cực cận là chúng ta tính từ O đến điểm cực cận này chúng ta không quan sát được vật đâu nhá. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn, chúng ta quan sát mờ và thôi chứ không phải là chúng ta quan sát được vật đâu. Chúng ta quan sát được vật từ điểm nào đến điểm nào các em? À, rõ ràng là từ đâu? Từ điểm cực cận đến điểm cực viễn. Thì cái khoảng cách giữa điểm cực cận và điểm cực viễn này được gọi là khoảng nhìn rõ của mắt. Chúng ta cùng quan sát như sau. Nào, bao quát hóa này, tính từ quang tâm O của mắt đến điểm cực cận, cái khoảng này được gọi là khoảng cực cận. Tính từ quang tâm O của mắt đến điểm cực viễn này được gọi là khoảng cực viễn. Và chúng ta chỉ quan sát được vật trong cái khoảng từ cực cận đến cực viễn này thôi. Giả sử đề bài cho này, cho biết điểm cực cận là bằng 12,5 cm. Điểm cực viễn, điểm từ điểm cực cận đến điểm cực viễn là bằng 27,5 cm chẳng hạn. Thì hỏi tính từ điểm cực viễn đến quang tâm O của mắt bằng bao nhiêu, thì các bạn cộng hai khoảng lại với nhau thôi. Các bạn lấy 12,5 cộng 27,5 nhá. Ok chưa? Đấy được gọi là khoảng nhìn rõ của mắt. Nào, thầy nhấn mạnh lại. Mắt của ta không nhìn rõ vật nằm trong hai cái khoảng này, OCC và bên ngoài này. Chúng ta chỉ nhìn rõ vật trong khoảng từ cực cận đến cực viễn thôi. Đối với mắt người bình thường thì điểm cực viễn nằm ở vô cùng hay là vô cực ấy, và điểm cực cận khoảng tầm 25 cm nhá. Đấy. Rồi, đấy là cái phần đầu tiên mà các bạn cần phải nắm được. Nào, ta chuyển tiếp tục sang C nhỏ. Như thầy bảo ấy, để mà nhìn rõ một cái vật mà nhìn rõ hai cái đầu này, điểm đầu điểm cuối này, thì cái góc trông vật từ mắt của ta này phải làm sao mà tối đa cái góc này đạt một giá trị tối đa nào đó, giá trị nhỏ nhất mà em còn quan sát được vật được gọi là góc phân ly, hay gọi là năng suất phân ly của mắt. Ok chưa? Thế thì cái năng suất phân ly của mắt là góc nhìn nhỏ nhất, hay còn gọi là góc chân trông vật alpha ấy, nhìn rõ vật AB mà mắt còn phân biệt rõ hai cái điểm A và B. Đây, nhìn rõ hai cái vật A và B, A đây, B đây, chiếu đến mắt của ta bằng một cái góc nào đó. Thì ta cùng quan sát cái hình ảnh này. Để nhìn rõ vật AB ở hai đầu AB thì cái góc trông vật này phải bằng một giá trị alpha. Chắc chắn là alpha này phải khác không rồi, đúng không nhỉ? Và để mấy ảnh mới hiện lên trên này mà. Thì alpha này, giá trị alpha min của ta là góc nhỏ nhất ấy. Alpha min góc nhỏ nhất ấy, thì được gọi là năng suất phân ly của mắt. Đây. Đây, nào, cái câu này nhấn mạnh cho ta này. Để mắt có thể phân biệt được hai cái điểm A và B thì góc trông vật không thể nhỏ hơn một giá trị tối thiểu gọi là năng suất phân ly của mắt. Các bạn hiểu là alpha của ta phải lớn hơn hoặc bằng alpha min. Thì cái alpha min được gọi là góc nhỏ nhất, góc trông vật nhỏ nhất. Khi đó ảnh của điểm đầu và điểm cuối của vật được tạo ra ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận nhau. Đấy, các bạn hiểu như vậy thôi. Tóm lại là năng suất phân ly của mắt là góc trông nhỏ nhất mà còn nhìn rõ hai cái điểm A và B. Thì nếu mà trường hợp chúng ta dùng tang thì tang alpha là gì ạ? Tang đoàn kết đối chính là tính từ đây đây. À, đối chính là đoạn AB này. AB chia cho OA, hay OA đấy chính là khoảng cách từ vật đến tấm kính, chính là D. Ok chưa các em? Rồi, như vậy chúng ta đã xong C nhỏ, đó là gọi là năng suất phân ly của mắt. Bây giờ ra chú ý một cái chú ý nữa, đây là mắt người bình thường thì alpha
cái góc trông này này, năng suất phân ly này bằng alpha min, năng suất phân ly bằng alpha min bằng 1 phút, 1 phút thì bằng 1/60 độ ấy, 1 phút thì bằng 1/60 độ ấy các bạn nhé, 1 độ bằng 60 phút mà. Rồi ta sang phần 4 nhỏ, đó là chúng ta sẽ nghiên cứu về các tật của mắt nhé. Chúng ta có 3 tật của mắt, 1 là cận thị, 2 là tật viễn thị, 3 là tật lão thị. Đấy, 3 cái phần này. Thế thì cái phần đầu tiên, đó là chúng ta sẽ nói về cái mắt cận và cách khắc phục. Chúng ta gặp rất nhiều người bị cận thị đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta học xong phần này chúng ta sẽ biết là người cận thị thì có mắt như thế nào. Đây, chúng ta cùng quan sát nhé. Đây, mắt người bình thường ấy thì khi quan sát vật ở một cái điểm vô cực nào đó thì ảnh nó phải hiện lên ở điểm vàng này. Nhưng đối với mắt người cận thị, khi nhìn ở xa vô cực thì tia sáng chuyển đến đây và cái điểm tiêu điểm ảnh ấy, nó phải nằm trước võng mạc OV. Hay chúng ta nhìn thấy là OF phẩy này lớn nhất cũng phải nhỏ hơn OV. Hay là ta hiểu là tiêu cự F của ta phải nhỏ hơn OV. Lý do nó không phải, cái điểm F phẩy nó không trùng với V nên chúng ta không nhìn rõ vật ở vô cực. Như vậy, mặt khác cái điểm cực cận của ta, cực cận của cái mắt người này là nhỏ hơn mắt người bình thường. Các bạn cứ tưởng tượng là mắt người bình thường khoảng tầm 25 cm thì nhìn rõ vật, để mà các bạn đọc được rõ chữ ấy. Nhưng mà mắt người cận nhiều khi người ta đặt quyển sách rất là gần, khoảng tầm 12 đến 15 cm thôi. Chú ý cho thầy nhé. Và cái điểm cực viễn của ta có một giới hạn cụ thể thôi. Đây này, để nhìn rõ cái điểm cực viễn, giả sử như điểm cực viễn cách 10 m thì tia sáng chuyển đây mới nhìn rõ vật này. Ngoài 10 m là đếch nhìn thấy rồi. Có hiểu không ạ? Đúng không? Có nghĩa là cái điểm cực viễn ấy, nào nếu mà trường hợp độ tụ nó càng ngày càng tăng lên, nếu mà các bạn không đeo kính hoặc là không mổ mắt ấy, thì cái độ tụ càng tăng lên thì cái điểm này càng ngày càng gần lại chứ không phải xa đi đâu. Chú ý nhé. Lúc đó anh nhìn xa được khoảng tầm 50 m em bị mờ. Nhưng mà lần này không phải rồi, khoảng tầm 10 m em đã mờ mắt rồi. Khi đó độ tụ của em khá là lớn rồi. Khi đó em phải một là đeo kính, cắt kính, sửa kính. Hoặc là các bạn phải đi mổ mắt nhé. Đấy là như vậy, ta có đặc điểm như sau. Độ tụ của cái người bị cận thị ấy là có độ tụ lớn hơn độ tụ của mắt bình thường. Chùm tia sáng song song truyền đến mắt, chính là chùm này này. Cho chùm tia ló hội tụ ở một cái điểm trước màng lưới. Đây, chính là hội tụ tại một cái điểm F phẩy trước màng lưới này. Thì thầy ban đầu thầy bảo là F max của ta phải nhỏ hơn OV. Ok chưa? Và các bạn có một cái nhận xét đấy là khoảng cách OCV hữu hạn. OCV hữu hạn nó không phải là OCV nó bằng vô cực nữa. Nhấn mạnh luôn là không nhìn rõ các vật ở xa. Ok chưa? Điểm cực cận thì gần mắt hơn mắt bình thường, như thầy hướng dẫn các bạn xác định ở trong cái hình vẽ này thôi. Ok chưa? Đấy là chú ý ở phần cận thị. Thì bài tập cận thị đa số làm cho học sinh chúng ta bị rối. Nào thầy nhấn mạnh lại này, mắt người cận thị là nhìn rõ vật, không nhìn rõ vật ở vô cực. Lý do là gì? Khi mà một cái vật ở vô cực chiếu tia sáng đến mắt thì cái điểm mà F phẩy nó phải trước màng lưới, trước màng lưới. Hay ta hiểu là tiêu cự lớn nhất của ta cũng phải nhỏ hơn OV. Bởi vì là gì? Để nhìn rõ vật thì cái điểm ảnh của vật phải hiện lên ở trên điểm vàng này. Và khoảng cách OCV hữu hạn này, không nhìn rõ các vật ở xa này, và gì nữa? Điểm cực cận ở gần mắt hơn mắt bình thường rồi nhá. Ok chưa? Như vậy, chúng ta để khắc phục cái tật cận thị chúng ta có hai cách. Một là chúng ta đeo kính. Đeo kính gì nào? Chúng ta sẽ đeo kính phân kỳ. Đấy, các bạn đang cận thị các bạn đeo kính phân kỳ đúng không ạ? Đeo kính phân kỳ và có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rõ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết. Thì để mà đeo kính độ tụ chính xác thì các bạn nên đi bác sĩ, gặp bác sĩ chuyên khoa về mắt. Bác sĩ sẽ khám cho chúng ta về rất kỹ về mắt. Nhiều người thì như thầy cũng cận thị nhưng mà cận nhẹ thôi, thầy không đeo kính thì tạo thói quen rất là tốt. Đó là độ tụ nó tùy người ấy, có người tăng lên có người giảm đi. Như thầy thì cũng không tăng, sinh hoạt lành mạnh thì không tăng đâu. Ok chưa? Đấy là thầy nói về tùy cơ địa, có người tăng đấy ạ, có người không đeo kính tăng lên ấy. Rồi, cái tiêu cự của thấu kính cần đeo, nếu coi kính đeo sát mắt là ép kính. Làm sao ép kính phải bằng OCV? Tại sao như vậy? Để làm sao nó cái tiêu cự của kính này phải bằng chữ OCV thì thầy sẽ giải thích ở phần này, ở phần bài tập nhé. Ép kính ở đây các bạn cũng quan sát ở hình ảnh này đã.
Nào cùng quan sát chỗ này. Thầy sẽ diễn giải cho các bạn. Các bạn nên dừng màn hình và các bạn xem thử xem cái chỗ này nó như thế nào. Ok, thầy xóa đi cho cái vùng mờ mờ này để các bạn quan sát dễ hơn nhé. Đây, quan sát đi. Này, thầy xóa đi. Hôm nay cái anh trợ lý xóa bảng thì anh ấy nghỉ cho nên là thầy phải tự xóa này, các bạn sẽ chịu khó một tí nhé. Nhìn chỗ này nhé. Nào các bạn cùng quan sát như sau. À, khi đeo kính là chúng ta đang nói là đeo kính ở đây. Trường hợp này đeo kính không sát mắt thì cách kính một khoảng là A. Thầy cứ ký hiệu đấy các bạn dễ nhìn. Đây. Đoạn này là A. Giả sử đeo sát mắt là đeo len đấy ạ. Đeo len ấy thì sát mắt thì trường hợp A bằng 0 nhá, các bạn hiểu như thế. Thế thì để nhìn rõ vật ở vô cực thì tia sáng phải truyền đến thấu kính phân kỳ. Khi tia sáng truyền đến thấu kính phân kỳ thì nó cho tên nó là loe ra đây. Loe ra mà, ta biết rồi, thấu kính phân kỳ cho tia sáng loe ra. Loe ra thì nó phải cho ảnh phải hiện lên ở đâu? Ảnh phải hiện lên ở trên điểm cực viễn. Đây, tia sáng truyền đây. Ảnh phải hiện lên ở điểm cực viễn. Không vô lý đâu. Các bạn chú ý này. Tia sáng đập vào đây thì cho ảnh hiện lên đây. Nào, theo gọi là gì nhỉ? Tia sáng truyền từ đây sang đây được thì cũng phải truyền từ đây sang đây được. Như vậy thì khi mà ảnh của vật hiện lên tại CV thì nó lại cho cái tia sáng truyền trực tiếp từ đây sang đây đến thấu kính hồi tụ mắt này. Như thầy bảo rồi, nó loe ra và đến tại đây thì nó mới cho cái ảnh mà hiện lên trên này. Như vậy nha, cái người mà bị cận thị ấy, thì nhìn rõ vật là nhìn vật ở đây là không phải vật thật nữa mà nhìn qua kính được gọi là nhìn vật ảo. Vật ảo tại sao lại như vậy? Nào nhấn mạnh lại lần nữa nào. Đeo kính có độ thích hợp để chúng ta nhìn thấy vật ở vô cực này. Truyền đến kính thì nó sẽ loe ra ở hai đầu này. Và ta biết rồi, thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ vật mà. Nó sẽ đi vào đây và ảnh nó phải hiện lên ở điểm cực viễn. Khi ảnh hiện lên ở điểm cực viễn thì có phải rõ ràng là tiêu cự của ta là gì? F kính của ta ở vô cực mà, nhìn rõ vật ở vô cực mà, thì F kính của ta phải bằng F bằng O, OC, OCV thôi. OCV. Thực ra là thế này. Cái này phải chuẩn là bằng A cộng với cả, đây là O kính CV nhé, bằng A trừ cho O CV, thế này mới đúng. Các bạn hiểu. Bởi vì nó còn cái thằng A nữa. Ok chưa? Rồi, đây là cái phần đầu tiên mà các bạn cần phải nắm được ở phần mắt này. Nhá. Bây giờ ta sẽ xem cách khắc phục tiếp theo của phần này là như thế nào. Chúng ta có cách khắc phục thứ hai của tật cận thị, đó là chúng ta sẽ phẫu thuật. Đó là phẫu thuật giác mạc làm thay đổi cái độ cong của bề mặt giác mạc. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình ảnh này. Đó là người ta sẽ mổ bằng là laser nhé các bạn nhé, mổ bằng tia laser ấy. Thì người ta sẽ làm cho cái bề mặt của cái giác mạc ấy nó dẹp xuống, coi cắt bớt cái phần lồi đấy đi. Các bạn nhìn thấy là một số người bị cận thị ấy, khi mà bỏ kính ra mắt hơi dại một tí ấy, hay lồi ra hơn ấy, người ta mổ ra để làm sao mà để cái ảnh nó phải hiện lên ở trên mà màng lưới, các bạn chú ý nhé. Đó là về cái tật đầu tiên thì muốn giới thiệu cho các bạn, đó là tật cận thị. Tất nhiên rồi, bài tập thì thầy sẽ giới thiệu ở phần phương pháp giải bài tập sau nhé. Còn bây giờ các bạn sẽ chuyển sang tật thứ hai, đó là chúng ta sẽ quan sát về cái tật tiếp theo, là chúng ta sẽ quan sát về tật viễn, đó là mắt bị viễn thị và cách khắc phục như sau này. Thứ nhất, đặc điểm của mắt người bị viễn thị đó là cái độ tụ nhỏ hơn cái độ tụ của mắt bình thường nhé. Và chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một cái điểm sau màng lưới. Nó không phải ở trước màng lưới nữa mà ở sau màng lưới. Có nghĩa là mắt của ta lớn hơn OV. Đấy. Và cái nhìn vật ở vô cực thì chắc chắn là phải điều tiết rồi. Điểm cực cận ở xa mắt hơn bình thường. Đây chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình ảnh này. Khi nhìn vật ở vô cực thì cái tia sáng nó không phải giống như ở tật cận thị là trước màng lưới nữa mà nó sau màng lưới ở trên này. Như vậy nó phải bắt buộc phải hiện trên màng lưới thì mới quan sát được vật. Nó khổ thế đấy. Ở gần cũng không nhìn được mà xa cũng không nhìn được. Đấy là hai cái tật khác nhau chỗ này. Nào thầy nhấn mạnh lại, đó là độ tụ của cái mắt này là nhỏ hơn cái độ tụ của mắt người bình thường. Và khi mà nhìn cái chùm tia sáng song song truyền đến mắt này thì cho chùm tia ló hội tụ tại một cái điểm sau màng lưới.
Và cái F max của ta, nhìn thấy tính từ O đến điểm này này, được gọi là F max. F max của ta phải lớn hơn OV. Và nhìn vật ở vô cực thì phải điều tiết. Còn cái điểm cực cận ở xa mắt hơn bình thường, ví cho thầy cái này. Ok chưa? Rồi, như vậy khắc phục cái tật viễn thị này bằng cách nào? Đó là người ta phải đeo kính hội tụ để có một cái độ tụ thích hợp. Nhìn rõ vật ở xa thì chắc chắn rồi, khi đeo kính thì không phải điều tiết. Mà nhìn rõ vật ở gần như mắt bình thường. Tất nhiên nhìn rõ vật ở bình thường thì ta sẽ quan sát cái hình ảnh cụ thể của ta như sau. Đây, quan sát nhé. Bây giờ thầy vẽ cái phần này cho các bạn nhé. Đó là đây, các bạn cứ tưởng tượng nó dễ hiểu. Đó là một người bị viễn thị ấy, thì để quan sát ấy, thì bắt buộc là phải ảnh ảo, phải ở điểm gần nhất, muốn quan sát qua thấu kính và hiện ra cái điểm cực cận của mắt. Và cái cách để mà sửa cái tật này đó là phẫu thuật giác mạc làm thay đổi cái độ cong của bề mặt giác mạc. Hoặc là cách thứ hai đó là đeo kính. Đeo kính, ok cho các em. Đeo kính thì cách sửa tật như sau. Đeo kính như thế này. Đây nhá, người đang bị tật viễn này thì đeo ở đây, đeo một cái thấu kính hội tụ nữa. Đeo một thấu kính hội tụ đây. Trường hợp này là thầy coi như đeo chưa sát mắt đi nhá. Thì nhìn rõ vật ở một cái điểm nào đó. Đây thầy vẽ các bạn xem. Nhìn rõ vật này. Thì tia sáng nó phải truyền đến đâu? Đến thấu kính hội tụ này. Đấy, tia sáng truyền đến thấu kính hội tụ này. Theo lẽ thông thường ấy, thì nó sẽ tập trung tại điểm này đúng không? Nhưng mà đến đây ấy, đến đây ấy, thì nó sẽ như nào? À, nó sẽ co về gần hơn. Tóm lại nó sẽ co về gần hơn. Để làm sao mà cái ảnh nó phải hiện lên trên điểm vàng này. Chứ nếu mà trường hợp là không đeo kính này thì nó sẽ đi xuyên qua đây và nó sẽ không hiện ảnh ở trên này. Bởi vì cái tiêu cự trong trường hợp này ta hiểu là tiêu cự của kính chứ không phải tiêu cự của mắt nữa nhá. Dùng cái kính để mà thay đổi cái tiêu cự để làm sao mà ảnh hiện lên trên điểm vàng. Hiểu không các em? Rồi. Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là về tật lão thị. Ta tiếp tục sang một cái tật nữa của mắt, đó là mắt lão và cách khắc phục. Thì mắt lão của ta khi về già, có thể trên 40 tuổi thì sẽ bị cái tật gọi là tật lão thị, còn gọi là bị mắt lão. Ok chưa? Khoảng trên 40 tuổi thì mắt của ta đã điều tiết khó khăn hơn rồi. Thì trên 40 tuổi khoảng tầm 70 tuổi. Đến 70 tuổi là mắt đã bắt đầu khó nhìn hơn, điều tiết khó hơn. Đặc biệt các bạn nhìn thấy người già ấy, ví dụ nhìn thấy một việc rất là cảm động nào đó và khóc nức nở nhưng mà mắt không chảy tí nào nước mắt ra. Bởi vì khi đó mắt không thể không còn về cái mức độ đàn hồi tốt nữa. Nước mắt gần như không còn nữa. Nên các bạn phải cố gắng tiết kiệm cái nước mắt của mình nhé. Bởi vì tuổi trẻ mà các bạn phung phí quá nhiều nước mắt cho người cũ thì về già các bạn không có nước mắt để khóc đâu. Ok chưa các em? Ok, đấy là mắt lão. Thế thì khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu. Đấy, cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận rời xa mắt. Chú ý nhá. Và để khắc phục cái tật này ấy, thì người ta phải đeo kính hội tụ. Nó gần gần tự tựa giống kiểu là bị viễn thị ấy. Ok chưa? Để nhìn rõ các vật ở gần như mắt người bình thường. Nào chú ý này, cái này nhấn mạnh này. Đặc biệt là cái người vừa bị cận thị khi về già ấy. Vừa bị cận thị là vừa bị lão thị nữa. Thì khi đó người ta phải đeo kính hai tròng. Và phần trên là để kính cận thị và phần dưới là để đeo kính lão thị. Đấy chẳng hạn. Để các bạn hiểu như vậy nhé. Kính hai tròng. Ok chưa các em? Rồi, nào, chúng ta cùng sang phần cuối cùng của phần này. Đó là năm nhỏ, đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt. Các bạn cứ tưởng tượng giống kiểu bây giờ các bạn chụp ảnh ở iPhone, các bạn lướt ảnh giống kiểu là mình đang di chuyển ấy. Thì đấy là người ta áp dụng theo cái hiện tượng lưu ảnh của mắt để mà chế tạo ra cái sự lưu ảnh ở trong iPhone hoặc trong thiết bị điện thoại ấy, hay là máy ảnh. Ok chưa? Thế cái hiện tượng mà khi mà tắt hết bóng đèn đấy các bạn, ở phòng tối chẳng hạn, tắt hết bóng đèn đi, các bạn cảm nhận ánh sáng nó còn khoảng tầm 0, bao nhiêu giây đấy, đúng không? Đấy, thì đấy chính là hiện tượng lưu ảnh của mắt. Thì chúng ta có như sau, đó là cảm nhận do tác động của ánh sáng lên các tế bào màng lưới tiếp tục tồn tại khoảng tầm 0,1 giây. Nó rất là ngắn thôi. Đấy, sau khi ánh sáng đã tắt thì đây chính là gọi là hiện tượng lưu ảnh của mắt, khá là đơn giản thôi. Nào, như vậy thầy củng cố lại toàn bộ cái phần lý thuyết mà chúng ta học. Đó là một nhỏ chúng ta nghiên cứu về cấu tạo của mắt. Hai bộ phận chính của mắt đó là thủy tinh thể đóng vai trò như một thấu kính hội tụ
và màng lưới đóng vai trò như một màn hướng ảnh. Ok chưa? Phần thứ hai các bạn cần chú ý đó là cái sự điều tiết của mắt. Đó là mắt có thể thay đổi được cái tiêu cự để làm gì ạ? À, thay đổi cái độ cong của thủy tinh thể để thay đổi cái tiêu cự để làm sao mà ảnh hiện lên ở trên điểm vàng. À, điểm cực cận là điểm gần nhất mà mắt có thể quan sát khi điều tiết tối đa. Còn điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt nhìn rõ, thấy rõ vật mà không cần điều tiết. Chú ý cái đấy cho thầy. Và khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn đấy là khoảng nhìn rõ của mắt. À, tiếp theo là năng suất phân ly của mắt. Đó là góc trông nhỏ nhất mà có thể nhìn rõ hai cái điểm AB của vật. À, phần tiếp theo mà các bạn cần nhớ cho thầy đó là tật cận thị và cách sửa tật cận thị. Tật cận thị và sửa tật nhé các bạn nhé. Để sửa tật cận thị thì người ta phải đeo kính phân kỳ. Và viễn thị, để sửa tật vẫn viễn thị thì người ta phải đeo kính hội tụ. Và cuối cùng là lão thị. Lão thị là gì nhỉ? Để sửa tật lão thị thì người ta phải đeo kính, có một cái đeo kính hội tụ và có độ tụ thích hợp. Năm nhỏ đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt thì trên này rồi. Ok chưa các em? Rồi như vậy chúng ta đã xong toàn bộ cái phần lý thuyết của mắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào các dạng toán của ta nhé. Nào, dạng toán đầu tiên của ta đó là xác định các đặc trưng cơ bản của mắt. Xác định các đặc trưng cơ bản của mắt. Thì thầy sẽ đưa phương pháp giải cho chúng ta như sau. Để xác định các đặc trưng cơ bản của mắt thì các bạn chú ý như thế này cho thầy. Phần thứ nhất đó là để tính độ tụ D. Độ tụ D của ta thì bằng 1 phần F rồi đúng không? Đây là 1 phần F. Các bạn chú ý cho thầy cái này nhé. Đấy, D là 1 phần F. Giấu hết cái phần ta học thôi, bằng 1 phần D. Bằng 1 phần D phải. Nhưng mà nếu mà trường hợp tính độ tụ D của ta thì bắt buộc cái chỗ này phải đổi ra mét. Và D của ta đơn vị đi bằng đi ốp. Ok chưa? Nào, chú ý đầu tiên các bạn cần nắm khi quan sát. Vật ở trạng thái bất kỳ. Khi quan sát vật ở trạng thái bất kỳ thì vật ở trạng thái bất kỳ ấy là D bằng một giá trị bất kỳ, thì ta gọi là D của ta bằng 1 phần F bằng 1 phần D cộng bao nhiêu ạ? À? 1 phần gì? D phẩy bằng gì? OV. Tại sao lại là OV? Bởi vì là gì? D phẩy bằng OV. Ảnh phải hiện lên trên võng mạc điểm vàng. Chú ý cái này cho thầy. Và tiếp theo đó là khi quan sát vật ở trạng thái không điều tiết. Khi quan sát vật ở trạng thái không điều tiết, đấy là quan sát vật ở vô cực ấy. Thì khi đó D của ta sẽ bằng 1 phần F. Khi mà quan sát vật không điều tiết thì F của ta phải là giá trị F max thôi. D của ta phải là min bằng 1 phần D 1 phần OV. F max thì D ở đây chỉ bằng OCV. Thầy ghi OCV nhé, để chúng ta quen hơn cách làm. Phần thứ ba đó là khi quan sát vật ở trạng thái điều tiết tối đa. Khi quan sát vật ở trạng thái điều tiết tối đa thì các bạn hiểu là D của ta bằng 1 phần F. F khi đó F max ấy. F max thì mẫu phải như nào? À xin lỗi, D phải như nào? D min đúng không? À D max xin lỗi. F min. Tiêu cự nhỏ nhất, F min thì D max bằng. Khi mà quan sát vật ở trạng thái điều tiết tối đa thì vật nó phải làm nằm ở điểm cực cận, chú ý cho thầy nhé. Và ảnh nó vẫn phải hiện lên trên võng mạc. Thì ta có D trường hợp này bằng OCC. Và đây là D bằng OCV. Nào, các bạn cùng quan sát 4 cái trường hợp này, à 3 trường hợp này đã. Ok chưa các em? Nào, D min thì F max, D max thì F min. F min khi quan sát vật ở trạng thái điều tiết tối đa, chứ là điểm cực cận. Nào, một cái chú ý cuối cùng của phần này cho thầy. Đó là độ biến thiên
về độ tụ. Độ biến thiên về độ tụ. Thì các bạn có cái độ biến thiên độ tụ như sau. Đây, độ tụ của ta biến thiên từ max đến min thì lấy d max. Thì gọi delta d đi, bằng d max trừ d min. D max trừ d min. Khi d max trừ d min của ta là lấy 1 phần đây này, d max trừ d min sẽ là 1 phần f min trừ 1 phần f max, hay sẽ bằng là 1 phần occ trừ 1 phần ocv. Đấy, ta sẽ tính ra được delta d, khá là đơn giản thôi. Chú ý cái này cho thầy nhé. Như vậy chúng ta có 4 cái chú ý. Thứ nhất là khi quan sát vật ở trạng thái bất kỳ. Nào thầy nhấn mạnh này, không rất là nhiều bạn khá là thấy đau đầu với mắt. Khi quan sát vật ở trạng thái bất kỳ là quan sát bất cứ ở đâu, cách 10m, 20m, 30m thì đây chính là D, là vật ở cái vị trí đấy. Nhưng mà bắt buộc ảnh phải hiện lên trên võng mạc thì D phải là OV thôi. Tiếp theo là khi quan sát vật ở trạng thái không điều tiết. Không điều tiết là chúng ta phải nhìn ở điểm xa nhất mà mắt của ta vẫn cảm thấy, cảm nhận được vật. 1 phần F max bằng 1 phần OCV cộng 1 phần OV. Đối với mắt người bình thường ấy, thì D của ta phải bằng vô cực. Nhưng mà ta hiểu là D của ta là vật ấy, bằng OCV. Còn khi quan sát vật trạng thái điều tiết tối đa chính là điểm gần nhất mà chúng ta có thể cảm nhận rõ vật. Thì đây chính là cái công thức này. Độ biến thiên độ tụ của mắt đây. Hoặc người ta còn gọi là biên độ của mắt. Biên độ thay đổi của mắt nhé. Ok chưa? Rồi. Đây chính là cái phương pháp giải của dạng thứ nhất này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm các ví dụ cụ thể nhé. Ok chưa các em? Chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên. Đề bài cho như sau. Một mắt không có tật có khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là 22mm. Điểm cực cận cách mắt 25cm. Tiêu cự của thủy tinh thể khi mắt điều tiết mạnh nhất. À, cái câu này. Khi mắt điều tiết mạnh nhất có nghĩa là gì ạ? F của ta phải đạt giá trị min. F min. Đấy, F min, chú ý nhé. F min thì mắt điều tiết mạnh nhất, gần nhất mà. Ok chưa? Thì khi đó ta dùng cái công thức là 1 phần F min bằng gì ạ? Bằng 1 phần O OC CC. Có nghĩa là khi mà cái vật nằm ở điểm cực cận thì khi nó mắt điều tiết mạnh nhất hay điều tiết tối đa, và khi đó ảnh mà nó vẫn phải hiện lên trên trên võng mạc OV. Ta dùng công thức này thôi, một công thức ta sẽ giải quyết được. Nào, thay vào đây 1 phần F min chính là cái đề bài hỏi. Các bạn cùng nhìn đáp án của ta là đơn vị mm thì ta đổi tất cả ra mm. Cái điểm cực cận cách mắt 25cm các bạn đổi ra bằng 250cm. À, 250mm nhân thêm 10 vào cho thầy. Và cái điểm cực cận là 222. Và các bạn nhập máy tính và shift zone một cái sẽ ra được đáp án thôi. F min của ta sẽ bằng, à có hai đáp án 20.22 à. Thôi thầy để cái này đáp án nó là 22m đi nhá. Thầy để chỗ này mét đi nhá. Bỏ qua cái này đi. Để chọn một đáp án giống thôi. Và F min sẽ bằng 20.22. 20.2mm. Các bạn nhập máy tính lại nhá. Và để các bạn chọn đáp án A thôi. Ok chưa các em? Khá là dễ thôi, không gì đặc biệt cả. Cái này là do lỗi đánh máy cho nên các bạn có thể bỏ qua được, đúng không? Rồi, bây giờ để củng cố chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo, ví dụ 2. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 2. Một người quan sát cột điện cao 8m, cách chỗ đứng 25cm, màng lưới cách thể thủy tinh 2cm và chiều cao của cột điện trong mắt là bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án: A 6.4cm, B 0.64cm và C 3.125cm. Và đây là 0.3125cm. Thế thì đề bài yêu cầu chúng ta xác định cái gì ạ? Một người quan sát cột điện cao 8m. Ở đây rõ ràng nó là vật AB này, bằng 8m. Cách chỗ đứng D bằng 25cm. Màng lưới cách thể thủy tinh. Các bạn hiểu màng lưới cách thể thủy tinh ở đây là OV bằng 2cm. Và đề bài yêu cầu chúng ta xác định là chiều cao của cột điện trong mắt. Chính là hỏi xác định là độ cao hỏi A phẩy B phẩy bằng bao nhiêu. Thì để xác định được A phẩy B phẩy ta học rồi, đó là K của ta bằng chứ D phẩy trên D. Và K của ta bằng gì nữa? Chỉ đối K của ta bằng A phẩy B phẩy trên AB. Như vậy để xác định được A phẩy B phẩy ta lấy, ta phải xác định được K. Và K của ta dùng theo công thức là trừ D phẩy trên D. Thì D ta biết rồi, thiếu dữ kiện đấy chỉ là D phẩy thôi, đúng không nhỉ? Đúng không em? Rồi, thế thì ở đây chúng ta nhìn thế này. Quan sát cột điện cao thế này rồi thì hiển nhiên ta dùng công thức là 1 phần F
Đây có hết ép chưa? Rồi ta dùng luôn này nhá, không cần dùng nhiều nữa. Ở đây ta nhìn thế này, OV ảnh phải hiện lên trên, ảnh phải hiện lên trên gì? Trên võng mạc. Các bạn phải hiểu á, ảnh phải hiện lên trên võng mạc hay là ta hiểu D' phải bằng OV luôn, đúng chưa? D' phải bằng OV luôn, bằng 2 cm luôn. Thực ra cái này diễn giải thôi, bạn nào làm trắc nghiệm nhanh thì lại lấy thằng này trên thằng này luôn. Như vậy K của ta sẽ bằng trừ D' trên D trừ 2 chia cho 25. Ok chưa? Các bạn dùng máy tính các bạn bấm nhé. Không phải 0,08 trừ 0,08. Ok chưa? Mặt khác ấy, A phẩy B phẩy là bằng chia đôi K nhân với cả AB. Ta sẽ dùng công thức ở trên này này và ta thay vào đây, chia đôi của trừ 0,08. Các bạn nhân cả AB của ta là nhiều, độ cao của vật là 8. Đấy sẽ bằng là 0,64 mét nhé, bởi vì giá trị đây là mét mà. Ok chưa? Rồi ở đây có hai cái đáp án là ở đây không phải như vậy, 0,64 thì đáp án đây bị sai, đáp án bị sai các bạn. Đây 0,64 nhá, mét nhá. Cái này gõ đáp án lại sai. 0,64 mét nhá. Các bạn bỏ cm đi cho thầy. Và các bạn chọn thằng này. Nhớ nhá, bỏ cái chữ cm đi và chỉ lấy là mét. Các bạn đừng thắc mắc bởi vì cái AB của ta là cao bằng 8 mét nhá. Ok chưa? Và cái giá trị nó không sai được. Các bạn chỉ cần tính toán đúng thôi. Còn vấn đề đề nó bị sai thì các bạn có thể sửa được nhá. Ok chưa? Thì sửa trực tiếp ở trên đấy. Vì chúng ta đỡ mất công edit lại cái clip. Đấy. Edit lại luôn cái hay là sửa trực tiếp bài giảng của thầy thì thầy sửa luôn đây. Thì các bạn dễ hiểu thôi mà. Ok chưa các em? Như vậy chúng ta đã xong được cái dạng toán đầu tiên. Đó là xác định các đặc trưng cơ bản của mắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào dạng toán sửa tật của mắt. Đối với dạng thứ hai đó là sửa tật cận thị các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục chuyển sang dạng thứ hai, đó là xác định loại kính cần đeo để chữa tật cận thị. Thế thì cái phương pháp giải của dạng toán này thì trình bày ở bên này. Ok chưa? Bởi vì là thầy phải ghi trước để mà chúng ta không bị lấn bảng sang bên này, để tí nữa thầy cho đề để chúng ta cùng nhìn luôn cả phương pháp giải. Bởi vì cái bài kiểu bài này ấy, nó sẽ hơi trừu tượng một tí. Nào, thứ nhất chúng ta nói rồi, để cái tật cận thị ấy, cái người bị cận thị đó là cái điểm mà tiêu điểm ảnh nó không phải hiện lên trên võng mạc giống mắt người bình thường, mà nó phải hiện lên ở trước mắt. Hay các bạn hiểu trường hợp này là F mắt vẫn nhỏ hơn OV. Nhỏ hơn OV thì bây giờ chúng ta phải sửa làm sao để cái tật nó là gì? Để cái ảnh nó phải hiện lên trên cái điểm vàng hay là hiện lên trên võng mạc ấy, thì khi đó mới nhìn rõ vật. Đấy, ta quan sát vào được vô cực trường hợp này nhá. Ok chưa các em? Thế thì sửa tật bằng cách nào? Đó là đeo kính phân kỳ. Đây kính phân kỳ màu vàng vàng đây. Như vậy khi mà đeo kính phân kỳ nhìn vật ở xa vô cực đây, xa vô cực đây, đến đây thì ta biết rồi, khi mà tia sáng song song với trục chính đi vào đây thì tia sáng sẽ cho tia nó là loe ra hai đầu này, loe ra. Thế thì cái đường kéo dài của cái đường loe ra đấy chính là ảnh hiện lên trên điểm này. Thì có một cái điều đặc biệt, đó là khi tia sáng truyền từ đây sang đây, thầy cố tình vẽ nét đứt đây, nét đứt thì cái ảnh của vật nằm trên chính cái điểm cực viễn nha. Chú ý này, khi nhìn xa vô cực thì ảnh phải hiện lên trên điểm cực viễn. Thế thì khi đó các bạn hiểu là f của ta bằng d ấy. f của ta khi đó, f của ta sẽ bằng là bằng chính đoạn này luôn, f của ta chính bằng đoạn này luôn, chính là ô kính cv tiêu cực của f chính bằng đoạn này, chính bằng khoảng cách từ cái ảnh hiện lên trên này luôn. Ok chứ các em? Nhấn mạnh này, khi quan sát vật ở xa vô cực thì cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ vật thì ảnh ảo nó lại trùng luôn với cái điểm cực viễn. Và khi đó ấy, cái điểm cực viễn này chính là bằng luôn f, tiêu cực f luôn. F của ta, f kính sẽ bằng là trừ ô kính cv. Tại sao là dấu trừ? Bởi vì là cái tiêu cực của kính nó phải là âm. Bởi vì kính ở đây là tiêu kính phân kỳ, âm là trừ ô kính cv. Tính từ đây đến đây này.
Thế thì bây giờ chúng ta quan tâm là cái gì nào? Nếu mà trường hợp kính không đeo sát mắt là cái khoảng cách từ cái quang tâm mô của mắt đến quang tâm mô của kính này cách nhau một khoảng là A. Thì ta cộng thêm đoạn này vào thì sẽ là A cộng với cả đoạn này. Thì cộng của trừ chính là trừ thôi, A trừ OCV. Thì đây chính là cách công thức tính cái tiêu cự của kính. Đây cho các em, tiêu cự của kính. Nếu kính đeo sát mắt thì A của ta bằng 0. Và các bạn chú ý này, OF' chính là khoảng cách từ quang tâm mô của mắt đến cái tiêu điểm ảnh đó chính bằng O, bằng OCV, OCV. Ok chưa các em? OCV để ký hiệu lại này. Rồi, một cái chú ý nữa, một cái chú ý nữa. Các bạn có hai công thức ở phần này thôi, một công thức này và công thức ở đây. Nào, cái này thì chú ý như sau. Đó là khi đeo kính, mắt thấy rõ vật gần mắt nhất. Vật gần nhất mắt gần mắt nhất thì các bạn có cách vẽ như sau. Chúng ta nói là gì nhỉ? Đeo kính để làm sao để cái vật đó, giả sử vật ở đây đi, vật đấy đi. Cái điểm cực cận ở đây nhá, điểm cực cận đấy các bạn chú ý này, thì xóa đi đoạn này đấy nhá. Thì xóa đi đoạn này đã. Để thầy sẽ hướng dẫn các bạn xác định nếu mà trường hợp chúng ta quan sát một cái trường hợp là vật nó không phải ở điểm cực viễn nữa. À đúng rồi, điểm cực viễn đó mà nó điểm gần nhất. Nó là điểm này này. Quan sát ở điểm B, quan sát một vật ở điểm gần nhất. Thì khi quan sát ở đây thì vật phải chiếu tia sáng đến đây. Tia sáng đến đây. Nhưng mà nếu mà trường hợp chúng ta đeo kính phân kỳ nó không sẽ đi thẳng đấy nữa. Đeo kính phân kỳ thì phải đeo kính đến đây. Đeo kính phân kỳ ở đây. Khi tia sáng truyền đến đây nó không đi thẳng nữa mà nó sẽ loe ra. Ta học rồi mà, nó loe ra. Nó loe ra, ok chưa, loe ra như vậy. Thế sáng chuyển lên laser. Thì cái đường kéo dài của laser này trùng luôn với điểm cực cận. Thế mới đặc biệt. Có thể quan sát khi đeo kính thì mắt thấy rõ vật ở gần mắt nhất. Gần mắt nhất thì cách thấu kính một cái khoảng là đây này. Vật này bằng OKB. OKB chính là tính từ quang tâm O của kính này. OKB. Nếu mà kính đeo sát mắt thì OKB chính là OB. Đây thì ghi OKB đây. Đây chính là khoảng cách từ vật đến quang tâm O của mắt. Khi đó ảnh phải là nằm ở điểm cực cận. Đấy, D phải bằng ô kính CC. Nó đặc biệt chỗ đấy. Và khi đó 1 phần F kính của ta bằng 1 phần D trừ cho 1 phần OK CC. Dấu là dấu trừ đây. Như vậy các bạn có hai cái công thức ở phần này để các bạn chú ý cho thầy để làm bài tập. Có hiểu không các em nhớ? Nếu các bạn không hiểu thì các bạn inbox trực tiếp vào Facebook cho thầy nhé. Để thầy hướng dẫn cái này, hướng dẫn trực tiếp cho các bạn. Ok chưa các em? Rồi, bây giờ ta sẽ cùng đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của ta, đó là câu 3. Câu 3 nào. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt. Có 4 đáp án là A, D bằng 2 diop, B, D bằng trừ 2 diop, C, D bằng 1,5 diop và D, trừ 0,5 diop. Thế thì ở đây chúng ta nói là người cận thị phải đeo kính, ở đây chắc chắn là gì? Đeo kính phân kỳ, do đó thì D của ta bắt buộc phải là đạt giá trị âm, nên không thể dương được, ta loại ngay đã. À, ta loại ngay những cái đáp án mà dương đã. Như vậy chỉ còn là đáp án B hoặc D thôi. Khi các bạn làm trắc nghiệm, các bạn nên tư duy như vậy. Đề bài cho này, khoảng nhìn rõ ngắn nhất chính là OCC bằng 15cm. Và giới hạn nhìn rõ của mắt, ta biết rồi, giới hạn nhìn rõ của mắt là tính từ điểm cực cận đến điểm cực viễn bằng 35cm. Đấy. Và tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để nhìn rõ vật ở vô cực ấy. Thì đề bài yêu cầu tính như này thì các bạn dùng hai công thức này, F kính bằng trừ O kính CV này, hay bằng A trừ O CV này. Ở đây kính đeo sát mắt chưa? Kính đeo sát mắt rồi, A bằng 0. Hay ta dùng công thức F kính bằng trừ O CV. O CV ta chưa biết, mà O CV ta dùng công thức nào? O CV sẽ bằng O CC cộng với cả gì ạ? CC CV cộng hai đoạn này là, hay sẽ được O CV bằng 15 cộng 35 là bằng 50cm. Ok chưa? Cái này đổi bằng 0,5m. Chú ý cho thầy nhé. Và ta biết rồi, suy ra F. F của ta bằng trừ OC CV thôi, bằng trừ 0,5m. Để bài yêu cầu cho định độ tụ thì có độ tụ D của ta bằng gì ạ? 1 phần F bằng 1 chia cho 0,5. Nhưng dấu trừ đấy nhá. Như vậy bằng trừ 2 đi. Hai điều khá là đơn giản thôi đúng không? Đấy. Như vậy các bạn chọn ngay ý B. Tuy nhiên thì nhấn mạnh này, nếu mà các bạn không có hai cái công thức này, các bạn sẽ khó là làm. Đau đầu nhất là cái kiểu này,
Có nghĩa là các bạn phải tư duy liên tục kiểu này thì các bạn sẽ làm được bài tập mắt thôi nhá. Ok chưa các em? Chúng ta tiếp tục củng cố sang ví dụ thứ tư phần này. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Đề bài cho sau: một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10 cm đến 2 m, có nghĩa là từ cái điểm cực cận đến điểm cực viễn ấy là 10 cm đến 2 m. Để sửa tật người này cần đeo sát mắt kính có độ tụ là bao nhiêu? Thế rõ ràng chúng ta vừa nói rằng để sửa cái tật này thì f kính của ta phải bằng trừ OCV. Rất là đơn giản, một công thức thôi. F kính bằng trừ OCV. Bởi vì trường hợp này là đeo sát mắt chưa? Đeo sát mắt thôi, ta dùng luôn OCV. Trừ OCV điểm cực viễn của ta là vừa nói bằng 2 m. Như vậy trừ 2 m. Tính độ tụ thì các bạn không cần đổi ra đơn vị khác, các bạn giữ nguyên thế này, bằng 1 phần F 1 chia cho 2 và âm 0,75 điều. Rất là nhanh, đúng không em? Và các bạn chọn ngay đáp án là C. Cái này chỉ khác biệt chỗ là các bạn nắm được phương pháp giải ở phần này. Và các bạn thay vào cái biểu thức thôi, không có gì đặc biệt hết ấy. Nó rất là dễ, ok chưa? Rồi, ta tiếp tục sang ví dụ tiếp theo. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ 5. Đề bài cho như sau: một người khi không đeo kính nhìn rõ các vật cách mắt từ 0,4 đến 100 cm. Thì các bạn hiểu cái chỗ này nó là OCC bằng 0,4 m đến 100 cm, ấy là OCV đúng không? 100 cm đổi bằng 1 m, đổi ra 1 m nhé. Để nhìn rõ vật cách mắt D bằng, vật cách mắt chắc chắn là D rồi, bằng 25 cm. Thôi thầy đổi luôn ra mét, 25 chia cho 100 là 0,25 m nhé. Thì đeo sát mắt kính có độ tụ là để hỏi D thôi, D bằng hỏi chấm, đúng không nhỉ? Tóm tắt như vậy để các bạn hiểu được cái vấn đề. Thế thì thầy bảo rồi, chúng ta cùng nhìn phương pháp giải của ta như sau. Thầy coi như trường hợp là vật nó nằm tại một cái điểm là gì? Để nhìn rõ vật cách mắt 25 cm thì vật nó nằm tại cái điểm B này này. Vật nằm tại cái điểm B này thì ảnh nó phải hiện lên ở điểm cực cận. Hay ta dùng công thức là 1 phần F kính này bằng 1 phần D trừ cho 1 phần O kính CC này này. Dùng công thức này thôi, được chưa các em? Nào, ta sẽ dùng công thức này nhé. Trường hợp này sẽ là 1 phần này, 1 phần F này, D luôn, và 1 phần F bằng 1 phần D. 1 phần D trường hợp là 1 phần 25 là 1 phần 0,25 này. Cộng thì thực ra nó vẫn là trừ thôi, ở chỗ này này. Ô kính CC chính là điểm đây, trừ 0,4. Rồi, các bạn can cái xem này, can cái xem D bao nhiêu nhé. Ta cùng can nhé. Ta chọn cái x, nó chính là D. Và kết quả nhận được D của ta bằng 1,5. Điều đấy, như vậy rõ ràng bài này khá là dễ thôi, đúng không nhỉ? Các bạn chọn ngay cái gì đây? Đi xe. Không gì đặc biệt cả, đúng không? Đấy. Đây là một câu mà các bạn cần xác định thôi. Ok chưa? Rồi. Trừ 1 D bằng ok. Ok rồi. Ok nhá. Rồi, đây là câu thứ 5. Giờ để củng cố ta tiếp tục sang ví dụ tiếp theo nào. Chúng ta tiếp tục sang dạng thứ 3, đó là xác định loại kính cần đeo để sửa tật viễn thị và lão thị. Thầy gộp chung lão thị và viễn thị là một dạng nhá các em nhé, bởi vì phương pháp giải như nhau. Cái phần này khác, cái phần xác định tật để chữa cái phần cận thị ấy ở chỗ nào nào? Đó là khi mà nhìn vật ở xa không cần điều tiết ấy, đối với thấu kính đeo kính phân kỳ ấy, thì là dấu là dấu trừ, nhưng mà đây là để sửa tật viễn thị và lão thị thì đeo kính hội tụ. Thì các bạn là ép kính bằng OCV thôi, nó khác dấu chỗ này. Và khi đeo kính mắt thấy rõ vật gần mắt nhất cách thấu kính hội tụ, nhưng không phải phân kỳ nữa, đó là D bằng OB. Và khi nó D phẩy của ta trong trường hợp này vẫn là ảnh ảo mà, vẫn là trừ OCC. Đây các bạn nhìn này, một người khi mà bị viễn thì khó khăn trong vấn đề nhìn vật ở gần. Có nghĩa là chúng ta đặt quyển sách ra xa này thì nhìn được, nhưng mà khi đưa lại gần thì không nhìn được, thì bắt buộc là phải gì ạ?
ý chỉ là vật đưa làm sao để vật ở đây này chúng ta vẫn nhìn thấy. Thế thì vật ở đây thì tia sáng sẽ chuyển đến đây, chuyển đến đây thì đeo kính mà nó sẽ hội tụ, nó sẽ có xuống là cụm xuống đây. Thì cái tia sáng kéo dài này là cho ảnh hiện lên tại điểm CC này, ảnh hiện lên tại đây thì chính là D phẩy bằng trừ OCC. Ta hiểu như vậy nhá. Rồi, đây là phương pháp giải, nó có hai công thức thôi, nó giống kiểu phần thấu kính, à giống kiểu kiểu chữa tật cận thị ấy. Thế thì bây giờ ta sẽ cùng đi vào xét một cái ví dụ để ta sẽ củng cố phần này nhé. Ở phần này thầy sẽ xét hai ví dụ điển hình thôi. Là câu số 6 của ta như sau: một mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 100 cm. À, ta có là điểm cực cận là OCC bằng 100 cm. Để đọc được trang sách cách mắt 20 cm, D bằng 20 cm, mắt phải đeo kính gì và có độ tụ là bao nhiêu? Chắc chắn là nó là cái trường hợp điển hình này rồi. Ý là cái điểm cực cận ấy là 100 cm thôi. Bây giờ muốn đọc cái quyển sách cách 20 cm thôi thì phải đeo kính gì? Chắc chắn là gì ạ? Đeo kính hội tụ rồi. Ta loại ngay hai đáp án này đi, cái hội tụ đó. Nhưng mà ở đây độ tụ là bao nhiêu? Thì ta lại quay lại đây để tính độ tụ. Để tính độ tụ ta dùng công thức này: 1 phần F và 1 phần D trừ 1 phần OCC. Nào, ta sẽ có là D bằng này 1 phần F này, mà 1 phần D chính là 1 phần 20. Thì đổi lỗi 0.2 đây, trừ 1 phần OCC là 1 phần 0, 1 phần 100 thì đổi bằng 1 mét nhé. Rồi, đấy, 1 chia 0.2 là mấy nhỉ? 5 à? 5. Rồi, 5 chia cho 1 là bằng 4. Đó là bằng 4 đi ốp. Rất dễ đúng không các em? Các bạn chỉ cần nắm vững cái phương pháp giải này, các bạn xử lý được tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi cuối cùng của mắt nhé. Chúng ta đã ngon phần mắt rồi thì chúng ta sẽ chuyển thôi. Đó là câu hỏi số 7. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo của phần này. Đó là câu số 7, cũng là câu cuối cùng dạng mắt này. Đề bài cho như sau: một người viễn thị nhìn rõ vật bắt đầu từ khoảng cách D1 bằng 1/3. À, bắt đầu nhìn rõ vật thì đấy chính là OC. CC bằng 1/3 mét. Khi không dùng kính và khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách D2. À, đấy chính là vật D2 bằng 1/4 mét. Đây chính là D nhé, D2 chính là D. Rồi, nếu ai hỏi độ tụ của kính chính là hỏi D thôi. Thì các bạn xác định độ tụ của kính là D bằng gì ạ? 1/F bằng 1/D chính là 1/4, trừ cho 1/ OCC chính là 1/3. Đây, ta dùng thêm cái công thức này thôi: 1/F 1/D trừ 1/ OCC thì D bằng 1/F mà. Thế vào đây sẽ bằng 1/1/4 là 4, 1/1/3 là 3, à là 1, là 3 chứ nhỉ. Rồi, ok, D. Như vậy 4 trừ 3 là bằng 1 điều. Khá là dễ thôi đúng không? Các bạn chọn B. Như vậy thì để xử lý các dạng toán mắt này, nếu mà các bạn mà nhìn qua thì các bạn cảm thấy cồng kềnh, nhưng mà thực tế các bạn xử lý xong nó cảm thấy rất là dễ. Để tránh thì các bạn xem lại phương pháp giải. Ok chưa các em? Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học của mắt ở đây. Hẹn gặp lại các em vào bài tập và phương pháp giải cũng như là lý thuyết ở phần kính lúc, kính hiển vi nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.